Thanh Hằng đang có mặt tại không gian triển lãm máy ngoài trời của công ty máy xây dựng Hải Âu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một sản phẩm rất chất lượng, được ví như là ngôi sao của hãng Lưu Gông, đó chính là máy xúc lật Lưu Gông CLG856HMAX. Công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng Hải Âu vinh dự là đơn vị phân phối độc quyền mẫu máy này tại thị trường Việt Nam. Thanh Hằng xin được giới thiệu một đại diện kinh doanh của công ty Hải Âu là anh Lê Tuấn Cường. Anh sẽ là một người giúp chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về mẫu máy này. Xin được mời anh ạ. Xin chào MC Thanh Hằng. Xin chào anh ạ. Và anh có thể gửi một lời chào tới quý khách hàng cũng như là các khán giả đang theo dõi trên sóng livestream ngày hôm nay được không ạ? Chào quý khách hàng và chào toàn thể các bạn. Vâng, hôm nay là ngày cuối tuần, tôi rất là vui, được vinh hạnh được đứng đây là đại diện kinh doanh cho tập đoàn Lưu Gông với hơn 60 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị máy công trình, kết hợp với công ty máy xây dựng Hải Âu là một đơn vị tiên phong số 1 phân phối thiết bị máy công trình ở thị trường Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm. Và để giới thiệu với các bạn, đó là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, đó là máy sản phẩm xúc lật CLG856HMAX. Vâng ạ, và anh Cường ơi, bây giờ thì Thanh Hằng xin mời anh có thể giới thiệu những thông tin chi tiết hơn, những điểm cải tiến và ưu việt hơn của dòng sản phẩm này cho tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi trên sóng livestream ạ. Xin mời anh. Vâng, thì thưa các bạn, cái dòng sản phẩm 856HMAX này hiện tại được đánh giá là con chim đầu đàn của sản phẩm cùng phân khúc ở thị trường Việt Nam. Với sản phẩm 856HMAX này, với dung tích gầu là 4,2 m3, sức nâng là 5,5 tấn, chiều cao xả tải lên tới 3,1 m đến 3,3 m. Đây là sản phẩm chiến lược của tập đoàn Lưu Gông phân phối ra thị trường toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam là thị trường chiến lược. Vậy sản phẩm 856HMAX này có gì mới so với các model trước kia của tập đoàn? Thì các bạn, như các bạn đã nhìn thấy bên tay trái tôi đây là toàn thể con xe 856HMAX. Thay đổi toàn bộ về hình dáng thiết kế xe, nhìn xe cảm giác là thiết kế trở nên thông minh, cảm giác rất là chắc chắn hơn so với tất cả các model khác. Đối với các dòng máy như 50CN hay là 855N trước kia. Vâng, thì để nói về một con máy thì chúng ta phải nói về cái khả năng làm việc cũng như là hiệu quả làm việc của máy. Thì nói về khả năng làm việc của máy thì đối với dòng 856HMAX này, hiện tại là Lưu Gông đã thay đổi rất là nhiều các chi tiết thiết kế trong đó. Thì để nói về cái chi tiết đầu tiên, đó là về động cơ của con xe. Thì ở phần phía đuôi máy đây là phần chứa khoang động cơ. Với dòng 856HMAX này thì là Cummins sử dụng động cơ Lưu Gông sử dụng động cơ Cummins 6TL9.3, là một thương hiệu động cơ, là thương hiệu với hơn 100 năm lịch sử của Mỹ. Thì không chỉ với cái dòng 856HMAX, không chỉ khác biệt sử dụng động cơ Cummins như các thương hiệu khác, thì với các chuyên gia của Lưu Gông với hơn 60 năm kinh nghiệm sản xuất máy xúc lật cùng với tập đoàn Cummins thì hợp tác với nhau để tạo ra cái đường cong phân bố công suất tối ưu cho với động cơ này để máy làm sao trong quá trình làm việc sản xuất ra công suất hiệu quả nhất nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí, đó là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy là điều đặc biệt. Cái tiêu chí này đã được Lưu Gông và Cummins đăng ký bản quyền trên toàn cầu. Thì để nói về con máy, đối với phần động cơ là trái tim của con xe, nhưng một con máy muốn khỏe thì vấn đề hệ thống di chuyển thì rất là quan trọng đối với máy xúc lật. Thì nói về di chuyển thì như thế nào biết, đối với dòng 856HMAX này thì bên Lưu Gông sử dụng hộp số là BS307E, khác hoàn toàn với các hộp số của đời xúc lật trước kia. Ví dụ như dòng 50CN thế là, và 855N ngày xưa chỉ dùng hộp số là BS305. Với cái hộp số BS307E này thì có gì khác biệt? Đó là toàn bộ hệ thống bánh răng cũng như vòng bi chịu tải trong hộp số là được thiết kế toàn bộ bằng công nghệ máy CNC, được tôi nhiệt luyện với tiêu chuẩn châu Âu để đảm bảo cái bánh răng quá tải, bánh răng chịu tải với cường độ cao.
bề mặt bánh răng được gia công để tạo độ cứng bề mặt tốt, giúp cho quá trình hộp số vận chuyển, hộp số hoạt động ấy, giúp cho máy luôn trở nên là khỏe, êm ái. Thì như để nói về một con xe thì hộp số, nói về hệ thống dẫn động hộp số thôi thì vẫn chưa là đủ. Thì lưu gông đã thay đổi hoàn toàn về vấn đề là cầu. Thì với cầu trước cầu sau này, toàn bộ hệ thống bánh răng hành tinh ở trong con xe này thì lưu gông cũng thiết kế với cái tiêu chuẩn rất là cao để đảm bảo cái bánh răng chịu tải ở trong hộp số để làm việc trong thời gian lâu mà đáp ứng được cái tiêu chí là máy khỏe bền. Đặc biệt như các bạn biết, đây là vấn đề cầu trước của con xe. Với cái cầu trước này hoàn toàn khác biệt với các máy khác trên thị trường. Về cầu trước của Lưugong đã thiết kế ra cái khả năng tải trọng của cầu trước này lên tới xấp xỉ 40 tấn. Thế như các bạn đã biết. Vâng ạ. Anh Cường, anh vừa nói rất là nhiều những cái thông tin mà Thanh Hằng cảm thấy rằng là mẫu máy 856H Max là một sự cải tiến với rất nhiều những điểm ưu việt, đúng không ạ? Động cơ này, hệ thống chuyển động này, rồi cầu và rất nhiều các chi tiết khác nữa sẽ giúp cho mẫu máy này của chúng ta hoạt động ưu việt hơn, mạnh mẽ hơn, lại còn bền bỉ hơn, đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Để nói lên cái khả năng làm việc bền bỉ của xe thì chúng ta phải từ cái khả năng làm việc bền bỉ của xe thì dẫn đến cái công suất, hiệu suất làm việc của xe rất là tối ưu. Tích dầu như các bạn đã biết ở đây là dung tích dầu là 4,2 mét khối. Thì với lưu gông nó thiết kế cái đường cong, dầu này rất là tối ưu để giúp máy xúc lật trong quá trình vào tải thì làm giảm tối đa cái lực cản của vật liệu, như lại giúp tăng cái khả năng điền đầy gầu nó nhanh. Vậy cái một trong yếu tố đấy thôi cũng giúp cho con xúc lật này là tối ưu hóa được cái hiệu quả làm việc, làm giảm thời gian khi vào tải. Thì bên cạnh đó, như các bạn đã biết rằng là hệ thống tay gầu, cái tay cần này. Tay cần này là một trong những cái chi tiết cũng hết sức là quan trọng với con máy. Thì đối với cái chi tiết tay gầu này, đối với dòng 856H Max này là thiết kế độ dày là lớn nhất so với tất cả các máy khác trên thị trường. Với chiều dày của nó lên tới 50mm, tương đương với khoảng 5cm. Dày hơn các phân khúc khác trên thị trường chỉ rơi vào khoảng là 4,5cm thôi. Vâng, từ cái tay cần dày và được kết cấu thép được gia công nhiệt luyện cao kết hợp với cái hệ thống xi lanh. Như bạn biết, đối với dòng 86H Max này, với vấn đề là xi lanh của máy là được thiết kế, bề mặt của xi lanh thiết kế với độ cứng cao, chống mài mòn, chống ăn xước, giúp cho hệ thống cùng với bơm thủy lực tốt, giúp cho hệ thống thủy lực làm việc rất là êm ái, nhẹ nhàng. Điều đó được thể hiện rằng là với cái sức nâng của dòng máy 856H Max này là sức nâng của nó lên tới 175 kN. Nó cao nhất các phân khúc các máy khác trên thị trường. Các phân khúc máy khác trên thị trường nó rơi vào khoảng 65 kN thôi. Vậy giúp máy xúc lật của chúng ta khi vào tải nâng lên và xả tải, cảm giác máy nó rất là nhẹ nhàng và trơn tru. Đấy. Thế còn với những người trực tiếp vận hành thì mẫu máy 856H Max này có những cải tiến nào để hỗ trợ người điều khiển không ạ? Vâng. Thì rất là cảm ơn cái câu hỏi của Thanh Hằng rất là hay. Nhưng mà trước khi nói về cái vấn đề đấy thì tôi chia sẻ với các bạn một chút. Bởi vì lưu gông không chỉ thay đổi ở vấn đề hộp số, động cơ, hộp số, hệ thống cầu, ba yếu tố đấy cũng rất là quan trọng. Nhưng lưu gông nó thay đổi rất nhiều các chi tiết khác, như các bạn đã biết, từ tất cả các ống tuy ô. Các ống tuy ô này sử dụng là khác hoàn toàn so với các dòng máy trước kia của lưu gông, đó là toàn bộ sử dụng ống tuy ô là Continental hay là Sumitomo, là toàn là những cái linh kiện rất là nổi, thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu dùng cho máy công trình. Và đặc biệt nữa đó, các bạn nhìn hệ thống cái ắc nối thân. Cái ắc nối thân của xe này đó là thiết kế là hai vòng bi đỗ côn đồng trục. Nó khác hẳn với các khớp nối thân của cái dòng 50CN hay các dòng lưu gông ngày xưa, đó là sử dụng một vòng bi đỗ khớp nối đồng trục. Điều đó tạo nên một con xe nó vào tải nó êm ái và giúp xe làm việc trong mọi địa hình. Điều đấy cũng rất là quan trọng, giúp ngắn cái thời gian bảo trì bảo dưỡng trong quá trình vận động của xe. Tiếp theo là với một con máy nó hiệu quả, khả năng làm việc tốt như vậy, nhưng chúng ta không thể không để ý đến đó là vấn đề cabin. Như các bạn là hay sử dụng đi ô tô chỉ cảm giác là bền, và không chỉ bền mà hướng tới đó là phần cabin làm sao cho người vận hành cảm giác thoải mái, êm ái nhất. Điều đấy cũng làm giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Thì các bạn đã biết cái hệ thống cabin của xe ở đây. Thì cái
Cái khoang cabin là rất là rộng, giúp cho người vận hành cảm giác thoải mái, điều hòa mát lạnh. Và đặc biệt là ghế ngồi là ghế hơi, giúp cho và có thể ngả về phía sau với một góc tùy chọn đối với người sử dụng. Thì những cái yếu tố này giúp cho người vận hành làm việc ở trên xe có thể từ 8 tiếng đến tận hơn 12 tiếng, có thể nhiều hơn cả thời gian chúng ta nghỉ ở nhà, cũng không cảm giác mệt mỏi, giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Đặc biệt các bạn để ý cái góc, tất cả cabin này thiết kế bằng kính phẳng, góc mở nó rộng, giúp người vận hành là dễ thao tác trái phải trước sau trong quá trình sử dụng máy, làm thứ nhất là làm an toàn cho người sử dụng, thứ hai nữa là nâng cao hiệu quả làm việc cho người vận hành. Thì như các bạn biết, bởi vì là lưu gông thay đổi rất nhiều vấn đề, từ tất cả các linh kiện nhỏ nhất như từ ống tuy ô, hệ thống động cơ, hộp số di chuyển, cũng từ đó dẫn đến một con xe làm việc ở trong môi trường khắc nghiệt rất là tốt. Điều đó đã được lưu gông đã thử nghiệm làm việc liên tục ở nhiệt độ trên 50 độ C trong một thời gian dài. Thì đối với dòng 856 H-Max thì hoàn toàn là đáp ứng được cái tiêu chí đấy. Thì đặc biệt là rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam, đúng không Thanh Hằng? Trong tuần vừa rồi là nhiệt độ của chúng ta là ngoài trời trên 40 độ C, có thể là 50 độ C. Điều đấy cũng là cái điều rất là khác biệt đối với dòng máy này. Tại sao tôi chia sẻ đó con chim đầu đàn là như vậy? Dạ vâng. Vậy là anh Cường đã chia sẻ rất là nhiều điểm cải tiến, ưu điểm có thể nói là vượt bậc so với các mẫu máy cũ. Rất là cảm ơn MC. Thì như các bạn biết, đối với dòng 856 H-Max này, ngoài cái việc là trước khi để nói về tiêu hao nguyên vật liệu đấy, thì đối với dòng 856 H-Max này thiết kế hoàn toàn đổi mới như các bạn biết. Cái phần nắp capo được thiết kế với góc mở 55 độ, giúp cho cái người vận hành máy có thể dễ dàng đứng ở dưới này, có thể thao tác, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng xe. Thì giúp là nâng cao hiệu quả công việc, giúp ngắn cái thời gian bảo trì, bảo dưỡng. Đây cũng là cái thiết kế đột phá của lưu gông mà tất cả các thương hiệu khác hay các máy khác trên cùng phân khúc là hoàn toàn không có thiết kế này. Vâng. Thì đúng rồi, câu hỏi của mình của Thanh Hằng rất là hay. Câu đấy rất là hay, bởi vì sao? Là với con máy làm việc hiệu quả. Làm việc hiệu quả thì cũng ai cũng quan tâm rằng là nhiên liệu nó có tốn không, đúng không ạ? Thì với cái dòng máy 856 H-Max này cũng đã được tập đoàn Lưu Gông mang xuống mỏ đá ở Hà Nam test trên địa hình công trường của khách hàng. Thì khi trong quá trình xúc vào tải, xúc nguyên vật liệu là 1.000 tấn thành phẩm. Thì tổng cộng 1.000 tấn thành phẩm đấy, thì đối với dòng 856 H-Max sử dụng động cơ Cummins này với công suất 162 kW thì là tiêu hao nhiên liệu hết 29 lít. Đấy, các bạn thấy có đặc biệt không? Thực ra là 29 lít ở đây thì tính ra là 100 tấn, thì một xúc được 100 tấn thành phẩm thì hết có 2,9 lít. Mà giá xăng dầu Thanh Hằng đã biết rồi đúng không? Có xấp xỉ khoảng 10.000 một lít. Vậy là tính ra là xúc 1 tấn thành phẩm thì xấp xỉ hết có 290 đồng. Thực ra là rất là hiệu quả. Vâng. Nhưng mà từ cuối năm 2019 đầu 2020 cũng rất nhiều khách hàng đã sử dụng dòng máy này rồi và chia sẻ lại với chúng tôi là dòng máy này là tùy theo cái địa hình công việc hay môi trường làm việc thì sử dụng tiêu hao hết khoảng 14 đến 16 lít trên 1 giờ. Vâng ạ. Đây là một mẫu máy mới, có lẽ là cũng đã có những khách hàng đã sử dụng rồi. Tuy đúng nhiên không? Thanh Hằng nghĩ rằng đây vẫn sẽ là những mẫu máy mà nhiều khách hàng đang quan tâm và có thể lựa chọn trong thời gian tới. Không biết rằng với mẫu máy mới như thế này thì khách hàng có gặp khó khăn trong việc thay thế phụ tùng hay là bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành không ạ? Thì đúng rồi, đối với dòng máy công trình thì cái việc dịch vụ sau bán hàng rất là quan trọng. Bởi vì đối với máy công trình, cái dịch vụ ấy cực kỳ ảnh hưởng đến cái hiệu suất làm việc của máy sau này. Thì với hơn 25 năm kinh nghiệm phân phối máy công trình ra thị trường thì công ty Hải Âu cũng được khách hàng đánh giá là một trong những đối nhà cung cấp có uy tín nhất ở thị trường Việt Nam về dịch vụ sau bán hàng, với hệ thống là 3-4S trải dài từ Bắc đến Nam, trong đó Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và rất nhiều chi nhánh 2S trải dài ở các tỉnh thành khác. Thì từ những cái yếu tố đấy là luôn luôn là đồng hành với khách hàng trên từng thao trường, trên từng công việc đấy, giúp khách hàng sử dụng những dòng máy mới này hay là những sản phẩm của Hải Âu cung cấp ra để giúp khách hàng công việc ngày càng hiệu quả hơn. Bởi vì có những khách hàng hợp tác với Hải Âu từ những ngày đầu khi Hải Âu thành lập đến tận nay vẫn thành lập, thì giúp khách hàng mang lại hiệu quả công việc cao, giúp khách hàng thịnh vượng. Thì nó cũng giống như cái câu slogan của tập đoàn, đó là thịnh vượng cùng bạn. Khách hàng thịnh vượng thì chúng tôi cũng thịnh vượng.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh với những thông tin rất hữu ích đối với các khách hàng quan tâm và muốn tìm mua một mẫu máy ưu việt, dù vừa có hiệu suất làm việc cao nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu, qua đó giúp tối ưu hóa cái chi phí vận hành và qua đó thì sẽ giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Rất cảm ơn anh Cường đã tham gia chương trình livestream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn MC. Vâng.